Tiết trong này lạnh quá. Tôi đang bị ngạt mũi không ạ? Đây là ngày thứ hai thì bọn tôi đang ở cái chỗ mà đó là cái khu mà gọi là cái gì hoa phượng tím mà hay cái gì đấy tôi không nhớ lắm, nhưng mà ở khu này rất là đẹp các bạn ạ. Rất là nhiều cây cối và nó có một cái thác nước. Đây là cái thác nước nhân tạo, người ta làm thành một cái kiểu thác bậc đấy, nó chảy xuống tận dưới kia. Đây, nó chảy xuống tận bên dưới này. Trông rất là đẹp. Chúng ta đi lên trên thì có cái gì nhỉ? Đi lên trên kia thì có cái gì? Đi sang đây thấy nhiều, rất là nhiều đôi các bạn trẻ. Ở đây thì địa điểm check in rất là nhiều của tất cả các bạn trẻ khi mà đến. Các bạn đây, hôm nay bọn mình có thuê xe máy hai chiếc xe máy là kia. Nắng quá đi mẹ không chịu được, chắc là ngày mai mình sẽ đi taxi rồi không đi xe máy nữa. Đi xe máy này nắng lắm. Ok, bây giờ mình sẽ di chuyển ra khu vực Hồ Tuyền Lâm để mình quay xung quanh cảnh cho các bạn xem nha. Ra Hồ Tuyền Lâm nha. Như các bạn có thể thấy đây là khu vực Hồ Tuyền Lâm. Cái ô này thấy bảo rộng lắm, đi một vòng hồ này chắc phải mất 30-40 km. Thế mà mình quyết định là sẽ đi thử một vòng xem sao. Đây là bọn mình đang đi sang bên tay phải, theo hướng bên phải, chưa biết là bên này là có những cái gì. Chắc là sẽ kiếm một cái quán cà phê ở đấy để ngồi nghỉ ngơi uống nước. Ui, có cái xe đẹp chưa này? Xe đẹp quá trưởng. Ừ.
tụ tập rất là nhiều những cái hàng quán như là quán nước này, quán cà phê này. Hôm nay thì mình thuê được một con xe, đó là cái gì nhỉ? Way, không phải Way mà là thuộc hãng Honda, cái gì Blade à? Đi yếu vãi đái. Lên mẹ số 2 các thứ lên dốc. Tụt. Ôi, như các bạn đang được nhìn ở phía trước đây. Đây là một trong những cái cung đường mà tôi có thể nói là rất là đẹp. Đẹp nhất từ trước đến giờ mà tôi đã từng đi qua. Nó những cái đường cong vô cùng hoàn hảo, cũng như là đồi núi ở xung quanh, mà hầu như là cây cối ở hai bên đường rất là cao, các bạn không cảm thấy nắng. Nếu như bạn nào mà hay đi phượt ấy, thì tôi nói thật với các bạn luôn, đây là một trong những cái cung đường mà các bạn không thể bỏ lỡ. Đặc biệt là những người mà kiểu như anh Độ chắc thích chỗ này lắm này. Kiểu vào đây rồi bắt đầu mang phân khối lớn vào, ngồi chạy phượt mấy cung đường như thế này. Ôi, viễn mạn, mỹ mãn luôn. Các bạn thấy không, đẹp không? Đồi núi có, cây cối có hết, sông nước có. Đây, ngay dưới này là cái hồ thì phải. À không, đúng là ruộng đồng thôi. Hình như là cái hồ ấy, nó không phải là hình tròn mà nó cũng chẳng phải hình vuông. Nó là một cái hình kiểu dích rắc. Khó chịu. Lạnh vãi lúa. Mình vừa đến một cái chỗ mà nó gọi là cái gì? Lavender à? Lavender. Ở đây thì có tham quan ngắm cảnh tự nhiên. Nếu mà các bạn xuống Lavender thì các bạn có thể đi xuống bên kia, ở phía bên này. Tức là bên này. Đó, các bạn sẽ mua vé là 50.000. Nhưng mà mình vào đây bảo mình uống cà phê trước. Thì có cà phê để view rất là đẹp. View đẹp kinh khủng luôn đấy. Các bạn có nhìn thấy ở sau? Đó là cái hồ Tuyền Lâm đấy. Ở đằng xa kia thì có mấy đôi đang chụp ảnh cưới ở chỗ dưới hồ. Nhưng mà xa vãi đái. Đi bộ xuống đấy chắc tắc thở mẹ lắm. Đi xe xuống đấy chứ chỉ đi bộ. Mình vừa order một cà phê sữa nóng. Đợi uống cốc cà phê xong rồi mình sẽ đi tham quan xem ở đâu, ở khu này xem có những cái gì. Xa một tí thôi, mình phải quay ra trước cho các bạn xem cái cảnh đằng trước như thế nào nhé. Đây là góc mà mình ngồi uống cà phê đây. View đẹp chưa, đẹp kinh khủng luôn. Nếu như bạn nào mà đi cùng với bạn bè, hội nhóm, hội bạn bè hay là người yêu hay nào đấy có thể thuê xe máy đi lên trên này. Nhưng mà nhớ giữ gìn sức khỏe các bạn nhé, đừng để ốm như mình. Gạt mũi khó chịu quá. Chia tay với lại quán cà phê thì chúng ta sẽ đến điểm tiếp theo, đó là điểm gì ta? Hầm Đất Sét với lại Hồ Vô Cực à? Thì chúng ta lại phải ra xe máy để di chuyển tiếp. Tôi lười đi xe quá. Chắc là bọn tôi sẽ không xuống cái khu Lavender đâu, bởi vì là nó chỉ có hoa hết linh tinh thôi. Bây giờ thì di chuyển ra khu Hầm Đất Sét, xong rồi Hồ Vô Cực tham quan một chút, rồi về trong thành phố ăn trưa. Ăn trưa xong thì chắc là sẽ một là đi thêm một quán cà phê nữa để ngồi, hai là sẽ về homestay để nằm nghỉ. Có gì chúng ta sẽ đến gặp lại nhau ở cái điểm đến tiếp theo nha, Hồ Đất Sét. Tối em rủ hai bạn nữ ở phòng đối diện ra đây mà ngồi cà phê. Ui, thì ra nhá, ở Sóc Sơn có mấy cái resort đẹp. Mấy nhà kính đẹp lắm, và bọn anh đi rồi. Hầu như là mấy cái resort trên đấy đi hết rồi. Nắng quá, bây giờ là 11 giờ trưa các bạn ạ.
mà bọn mình thì ăn sáng lúc 9 giờ thì phải, ăn sáng lúc 9 giờ 9 rưỡi. Bây giờ cũng chưa đói lắm. Đây. Hai cái xe của mình thôi. Ok, bọn mình vừa mới đến nơi đường hầm Liêu Khắc là Ngất Thét. Đây là một nguyên một cái con đường luôn thì phải, chúng ta sẽ cùng đi xem có gì không. Chắc là đây là những cái mà Liêu Khắc con tuần lộc trông như kiểu con bò ấy. Tuần lộc ngu vậy đấy. Ngôi nhà này. Khá là nhiều cảnh đẹp ở đây, chúng ta Liêu Khắc rất là nhiều thứ. Chúng ta cùng đi vào sâu bên trong xem ở bên trong có cái gì các bạn nhá. Tú Đụ vừa bị xòe các bạn ạ, đường khó đi vãi luôn. Anh cứ nhìn đường đi, quay thôi, đi về vãi trưởng anh. Ôi, quay em có thể quay đằng trước cho các bạn xem. Các bạn nhìn xem đây là cái đường mà mình sắp đi vào bên trong. Không biết bên trong nó có những cái gì nhưng mà thôi chúng ta cứ đi đã. Kiểu... Nếu như mà ai mà không quen đi những cái đường kiểu như là dốc rồi là sỏi đá như này là rất dễ ngã cho các bạn. Nếu như mà đi đến cái khu vực gọi là làng đất sét này ấy, cũng như là khu điêu khắc ấy, thì các bạn nên cẩn thận và chọn những cái xe mà nó ngon ngon một tí, tức là phanh nó ngon một tí, đi là đỡ bị nguy hiểm. Rồi xoay lại đi em. Đủ với Hà, sau khi mà bị ngã, à bị xe quả trên kia, bây giờ chúng họ không dám đi nhanh nữa rồi. Cần đi chậm quá, có gì kinh khủng ấy. Bên trong có cái gì không có sao, cố gắng đi bên trong. Đi đến nơi tôi sẽ quay cho các bạn xem nha. Đây rồi, phía trước mặt của chúng ta hình như là có một cái biển chỉ dẫn để chúng ta xem cái biển đấy là biển gì. Ở đây là một cái ngã ba các bạn ạ. Ôi. Đây, biển chỉ dẫn. À, nếu mà chúng ta rẽ phải ấy, thì là chúng ta sẽ đến khu vực gọi là rừng Lá Phong. Còn nhiều cái thế. Sài Gòn Newland rồi là mọi thứ, rất là nhiều thứ ở đây. Cái biển này nó đang chỉ đường ở đây. Chắc là chúng ta sẽ dừng ở đây một chút bởi vì đằng sau không thấy Tú với Hà đâu cả. À đây rồi. Ok, chúng ta sẽ đi tiếp nha. Đây là cái đường mà chúng ta sẽ đi đến cái khu vực gọi là rừng Lá Phong các bạn ạ. Đẹp nhỉ. Ok, chúng ta đi tiếp nha. Sao đây, đi chậm đấy. Cẩn thận. Ở đây đẹp thật sự các bạn ạ. Ấy, ở đây có chỗ chụp ảnh này, đi ra chụp. Ra chụp kiểu ảnh. Đây chụp kiểu ảnh đã. Xong một tí mình bọn mình vòng lại kia xong. Tí nữa về đỡ phải vòng vào đây. Wow. Ok. Lên chụp kiểu ảnh đã. Lên chụp kiểu cắm trại. Ôi, dưới kia là hồ rồi kìa. Đây nó có một cái chỗ nó như kiểu cái chuồng chim ấy. Chắc này để cho mọi người lên chụp ảnh. Nó lên đây chụp một hai kiểu ảnh xong rồi chúng ta đi tiếp nha. Lên trên này chụp một hai kiểu ảnh. Còn bên trong kia vẫn là bên trong kia mới là rừng Lá Phong đúng không? Thì bên trong rừng Lá Phong là cái lá màu đỏ đỏ này, giống như kiểu Canada đấy á. Ok, chụp vài kiểu ảnh đã nhé các bạn. We'll be right back.
thì bọn mình đang đi bộ lên trên đây. Mình cũng không biết là ở trên này có cái gì không nữa. Trước mặt mình là Hà. Mệt quá. Bọn mình đi bộ để cho Quang với cả Tú đi xe máy rồi. Tại vì bọn mình nghĩ là ngồi đằng sau xe ăn mình sợ hơn. Bọn mình vào vất vả thế nào thì tí đi ra là cũng một lượt như thế nữa. Hai đứa kia hình như chúng nó thích kiểu như là tình cảm rừng rú hơn hay sao ấy. Nó đi hăng hái lắm, đi nhanh vãi đái ấy, bọn mình đuổi theo không kịp. Mà cái đoạn đường này đi vào trong rừng xa kinh khủng, chắc phải vào sâu lắm rồi ấy. Mình chắc phải đi được 2-3 km rồi. Tí nữa mình sợ không có đường ra ấy. Có vẻ như là chúng ta sắp đến rồi hay sao ấy. Nhưng mà đây là một cái trải nghiệm đầu tiên của mình mà mình đi vào trong những cái khu mà nó rừng rú như thế này ấy. Nó cũng hơi có một cái gì đấy hơi lo sợ một chút, bởi vì là đường nó rất là khó đi. Cái thứ hai nữa là mình không thấy có ai ở đây cả, ví dụ như có người hay nhào đấy. Wow, ở phía trước mặt chúng ta là có một cái hồ rồi, hình như chúng ta đến rồi sao ấy. Yeah, đâu Lá Phong đâu? Wow, dưới kia có cả thuyền luôn ạ. Kia là bến thuyền à? Có hai đường này, đi lắm. Đây có hai cái đường, không biết đi đường nào. Đi đường dưới kia thì anh nghĩ là sẽ chỉ xuống đến cái bờ sông kia thôi, tức là bờ hồ ấy. Chắc là mình sẽ phải đi đường trên rồi. Hơi khổ một tí vì không biết đường đi đến đâu, phải xem Google Map. Ê, nhìn mình đi qua hay sao ấy? Đủ không má? Không phải, bởi vì cái đường mòn là nó thế. Nhìn đi. Chúng ta đang ở đâu đây? Ui, đéo hiểu ạ. Hình như đi qua rồi hay sao á. Đây đường mòn mà. Cái đường này hết rồi. Khó không, thật sự. Ok, đi thử xem sao. Chắc là phải đi xuống dưới này rồi. Từ đây bọn mình phải đi bộ trải nghiệm trước hả? Trước mắt các bạn là một cái con đường mà chỉ có đi bộ thôi. Mình nghĩ là đi xe, chắc là đi xe vẫn được đấy. Wow. Ở dưới này là người ta để cắm trại nè. Có cả bến thuyền nè. Trời ơi, ở dưới kia hình như họ chụp ảnh cưới hay sao ý. Trông cũng ra gì và lại nọ đấy. Các bạn chờ một chút để mình gọi điện cho anh Quang. Rồi mai lấy nha. Đến rồi các bạn ạ. Đây là khu mà gọi là rừng Lá Phong. Rừng Lá Phong mà Seret Garden. 60.000 một người vé vào tham quan. Nhưng mà ở đây có rất nhiều những cái ekip cô dâu các thứ đến đây thì họ đi vào đường nào? Họ đi tàu. À họ đi tàu à? Sao mình không biết đi tàu nhỉ? Là sao mình biết được? Đi tàu á thì giá vé tàu nữa. Giá vé tàu là bao nhiêu ạ? Là 500 một đoàn đúng không ạ? Một đoàn là 4 chuyến. 4 người, 5 người. Nhưng mà đấy là một chiều. Người lên thì nó tính không? 2 chiều luôn á, đi 2 ra chiều luôn. 4 với em là 240 phải không? Chị phối cho em 206. Dạ, tôi sẽ đi tham quan một chút xem là bên trong này có những cái gì. Thực ra là các bạn đến đây thì nó không có khu vui chơi giải trí gì đâu. Nó chỉ là những cái chỗ mà các bạn ngắm cảnh rồi là chụp hình thôi. Nó cũng khá là đẹp đấy chứ. Nó như kiểu một cái phim trường ngoài Hà Nội ấy. Có các ekip các thứ đến đây chụp ảnh rất là nhiều. Em đang lạnh rồi. Nhưng mà mình chắc là sẽ không chọn chụp ảnh ở đây vào ngày mai nữa đâu. Bọn mình chọn một chỗ khác, bởi vào đây cũng khá là tốn kém. Mất 5 lốp, tiền đi thuyền xong rồi là lại còn nếu như không đi thuyền thì đi cái đường kia nó. Đường kia thì nó hơi khó đi. Uầy, cái gì hả? Hợp lý. Đáng không? 60.000 chỗ đấy cũng được. Ồ, được. Uầy, đẹp thật sự ấy. Được thật sự nhá. Ok, ta cùng ra xem. Ở đây là có một cái... Tớ sợ là mình phải đi vào đường nào. Đây là kiểu như là một cái suối hay là một cái ao hay là một cái con kênh rạch gì đấy. Đó, trông nó ít nước á. Ô, nhưng mà Lá Phong kia là lá giả hay lá thật chứ nhỉ? Thật mà, cây thật. Cây thật là điêu. Cây giả. Anh nghĩ là cây thật giả. Thật mà, giả xong thì nó phải không lẽ đơm từng lá lên à? Không lẽ đơm chứ như kia luôn. Ok. À, chắc có mỗi chỗ này đẹp thôi, còn mấy chỗ khác thấy bình thường. Chắc là biết để chuyển cưới. Chỗ này là những bạn nào mà thích kiểu
chụp ảnh cưới hay là ảnh đôi với thứ thì có thể qua đây chụp. Uầy, ở đây có cây hồng này, sai quả vãi đái luôn, thề hồng thật mà. Uầy, quả sai đây này. Nhưng mà khu này là một cái khu mà nó sâu ở hết trong rừng đấy các bạn đây. Hồng, quả sai đây này. Ăn không? Không. Nhưng mà quả này anh thấy bé này chắc ăn chát lắm. Đéo ai ăn cả ấy. Nào, di chuyển ra khu cầu để xem là trông cũng được, nhìn trông cũng được. Tí nữa người ta đang ngồi rồi. Uầy, uầy, con gì đấy? Con này là con vịt à? Vịt xiêm. Vịt xiêm á? Trông lại màu sắc kiểu như kiểu con công ấy. Uầy, kia có quảng lõng kìa. Ở kia có một cái cây bắc ngang sang ấy. Trời đụ mẹ. Và đấy chụp ảnh thì thôi rồi luôn. Nhưng mà nắng quá. Nắng kinh khủng ấy. Thế có vài cây nhỉ? Cả phòng. Đây có mỗi chỗ này thôi à? Ơ. Sao lại tụt xuống nhỉ? Cái này là cây thật hay cây giả đấy? Cây giả chúng mày ơi. Đây là cây giả. Chứ ở đây làm gì có lá phong. Đéo, anh canh cây thật mà. Nhìn đi, cành thật kìa. Cành thật hay cây giả? Không, cây giả. Có cái lá xanh, anh nhìn đi không? Ừ, đây là lá giả. Cái lá xanh kia rồi, đấy là lá giả. Lừa hết các bạn ạ, đây là cú lừa đấy. Lừa. Ở đây thì có vài cái view để các bạn chụp ảnh. Ví dụ như đây là cái giường tình yêu treo lơ lửng ở đây. Các bạn có thể lên đây nằm ngửa ra để chụp ảnh cũng được. Đây, nó chỉ có thế thôi. Trong kia nữa. Có chụp ảnh không? Ok, mình đã chụp vài cái ảnh thì tí nữa mình sẽ cho các bạn xem mấy cái ảnh chụp ở đây nhá. Mình sẽ chụp vào điện thoại trước đã, bởi vì hôm nay máy ảnh mình không có cầm theo. Hơi tiếc nếu như mà mình cầm theo cả máy ảnh nữa thì nó lại hơi nhiều đồ. Mà mình thì lại bị kiểu lười quá. Ok, chụp một điện thoại nhá. Rồi cô dâu chú rể quay ra nhìn vào nhau nào. Hai người quay ra nhìn vào nhau nhá. Cô quay hẳn ra hả? Như cậu quay sang thì cậu hất cái tóc trên trang ấy thì ý là hất cái tóc về bên này đấy thì nó sẽ đấy hơn. Bây giờ nhìn nhau nhá. Tao có chụp không? Ngồi thẳng lưng lên hả? Thẳng lưng lên em. Cô dựa đầu vào vai anh Tú đi, rồi lấy cái ảnh làm bằng bia nào. Đúng rồi, 2, 3 nào. Đúng, anh Tú check mặt sang hướng Hà một tí nữa. Đúng vậy. 2, 3 nào. Tiếp này. Hôm nay như kiểu đi chụp ảnh cưới cho bọn này. Xong rồi. Được rồi, có ảnh đẹp rồi. Đúng ra đi Đà Lạt như này ấy, bọn tôi quay vlog chắc phải quay khoảng tầm 50 tập thì mới hết được cái Đà Lạt này các bạn ạ. Có quá nhiều thứ mà mỗi tập các bạn, mỗi tập tôi làm chắc phải tầm 30 phút nó mới hết. Ví dụ như cái ngày đầu tiên bọn tôi đi nó cũng chỉ có ăn uống linh tinh thôi mà đã đến 30 phút rồi. Ở đây có cả mấy cái đống rơm này. Ngày xưa ở quê tôi mấy cái này có thiếu đâu. Ở đây là cái tổ chim hay là cái gì? Tổ chim ạ. Wow. Chắc lên đây ngồi nghỉ một tí. Mệt quá. Bọn mình đã đi một vòng ở cái khu du lịch rừng Lá Phong này rồi. Thì mình thấy là loanh quanh nó cũng chỉ có những cái điểm mà để cho các bạn chụp ảnh check in thôi. Đây là cái điểm cuối cùng. Ờ...
đây là cái điểm cuối cùng mà chắc là bọn mình đã chụp nốt ở đây vài chiếc rồi té thôi. Ở đây này, đây là cái nó là một cái phần của hồ gì nhỉ, hồ Tuyền Lâm. Đây là một phần của hồ Tuyền Lâm. Đây có cái góc chỗ góc cây khô này đẹp phết, để ra chụp vài cái ảnh cho các bạn xem nha. Đây là một cái trải nghiệm hay là một cái chuyến đi mà tôi thật với các bạn luôn, nhớ vãi đái luôn, nhớ đến già luôn đấy. Đi vào rừng này mà không có một cái không có một bóng người, không có đường mà rất là khó đi nữa. Chắc là đây là đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình đến đây rồi. Vào trong thì thực ra là cũng thì đáng đồng tiền một tí. Gọi là vào trong thì nó cũng có set up mấy cái chỗ đẹp đẹp để chụp ảnh, nhưng mà ngoài ra thì nó chỉ có vài chỗ đẹp đấy thôi. Ok, thì bây giờ bọn mình sẽ đi về trong thành phố và đi hầm đất sét. À, còn đi hầm đất sét nữa. Đi vào hầm đất sét một lúc xong rồi đi về thành phố ăn trưa xong rồi về nghỉ ngơi một chút. Điều thì sẽ có một cái chương trình và một lịch trình mới nha các bạn. Hiện tại trong rừng thì cũng hơi khó quay một tí cho nên là mình sẽ tạm thời dừng cái khu rừng lá phong ở đây. Và mình sẽ đến khu hầm đất sét thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Đến nơi rồi các bạn ạ, đây là làng đất sét. Giá vé thì từ ví dụ như anh Chip thì chỉ có mất 30.000 thôi. Còn người lớn thì mất đến 60.000 lận. Vé khá rẻ. Wow, vừa thấy con rồng rồi. Được thật sự. Quang chụp ảnh không? Quang chụp ảnh là nhiều lắm chị ơi. Em chụp chơi đi. Đường hầm điêu khắc. Đây. Đường hầm điêu khắc, tức là trong này. Ui, mình sẽ đi dưới hầm à? Có quả rồng phượng. Đỉnh vãi đáng. Ui, quả rồng rồi. Đờ quá. Chất vãi đáng. Chắc là người ta cũng phải làm. Cái này là bằng đất sét hay là bằng đá ta? Cái này bằng đất sét hay bằng đá ta? À, cái này là bằng đá. Nào, ta cùng đi xem một chút. Thật ra cũng được. Bỏ ra 60.000. Ra làm mấy cái chỗ như này cho trẻ con cũng như là các bậc phụ huynh đi thì hợp lý. Uầy, I love Đà Lạt. Tôn Ngộ Không các bạn ạ. Ủa, đây cũng Tôn Ngộ Không. Không lắm Tôn Ngộ Không thế. Không nghe. Không nghe là sao? À không nghĩ. Không nghĩ là sao? Trời đụ. Uầy. À đây như kiểu hoa quả sơn ấy. Nhiều khỉ lắm. Này có cả thác nước luôn, đây là chuẩn hoa quả sơn rồi. Đẹp phết các bạn ạ. Thực ra là cũng được. Đây có mấy chỗ anh em đến kiểu như là tham quan các thứ thôi. Chứ còn đây nó nói thật với các bạn là chụp ảnh thì tôi thấy là chưa có góc nào đẹp để chụp ảnh cả. Tham quan các thứ rồi còn chụp ảnh ở đây thì nó đéo đẹp. Đây, quay đằng trước cho các bạn xem. Đó. Nó chỉ có như vậy thôi. Ui, con rùa với con rắn chuẩn bị đớp nhau rồi. Đến lại gần cho các bạn xem nhé. Bên này không đi lên được. À đi lên trên này được này. Lên đỉnh xem sao. Đi ăn ngon lắm này. Hả? Mà đi mệt đi ăn ngon lắm này. Mỏi chân vậy đây. Ơ vẫn còn nhá. Bên trong kia vẫn còn máy bay mày biết các thứ. Đây là đường hầm đất sét. À đâu, đường hầm điêu khắc, không phải đất sét. Kia có mấy, nó người ta khắc mấy cây ấy, trông giống như kiểu cái súp lơ vậy đấy. Trông giống mấy bông súp lơ vậy này. Từ từ mình sẽ đuổi cho mọi người đó. Mệt lắm rồi. Ở trong này thì có một chỗ người ta điểm, người ta bán mấy cái đồ lưu niệm các bạn có thể mua về. Ví dụ như là túi sách này, ở đây cũng có cả thương hiệu LV này.
Rồi vui 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 tông luôn nhá. Rất nhiều những cái thương hiệu nổi tiếng có mặt tại đây. Dolce vào đây, Dolce cũng có. Ok, đi chưa? Đi đây á? Hơi nắng. Ta đi xem một chút. Ở đây nó ghi là những kiến trúc ở Đà Lạt, thì tức là nó sẽ mô phỏng lại những kiến trúc có thể là từ trước hoặc là trong chiến tranh nghèo đấy ở Đà Lạt. Ta cùng ra đây xem. Ôi, ở đây nó cũng chẳng có gì ấy. Có ngôi nhà đất đỏ kỷ lục Việt Nam. Chẳng thấy ngôi nhà nào cả. Ủa thế thôi đi đi. Nào quay lại. Nói thật với các bạn, khi mà đi những cái chuyến đi này, các bạn nên chuẩn bị một cái thể lực cũng như một cái sức khỏe nó phải tốt. Đây, Huyền với Hà vào thuê trang phục này, chụp kiểu như này. Pyjama. Trông xấu đéo chịu được. Ui, xe máy lại siêu to khổng lồ. Ở đây thì hầu như là những cái kiểu như là công trình với lại kiến trúc thời chiến tranh gì đó. Có cả máy bay này, nhà này. Ui, điện thoại. Thử gọi em này. Nói chung là tất cả mọi thứ đều không to khổng lồ. Đừng vỡ đi, anh nhìn đây nó ngủ hết. Anh nhìn nữa. Mất lần. Thực tầm này bọn mình sẽ không ăn gì cả. Ui, có cái đầu người đấy á. Ở đâu đấy? Được nhá, được nhá. Giơ tay, giơ tay, giơ tay. Tú đụ mẹ, tú đụ chỉ ăn dâu tây thôi các bạn. Ôi, thực ra thì trong này cũng được, cũng đẹp đấy chứ, nhiều công trình kiến trúc phết các bạn ạ, nhiều ấy. Nó có một con đường rất là dài thoải ở đây. Ta có thể đi mãi không hết luôn. Đây có cả cái chuông to nữa. Thực ra ở đây nó sẽ phù hợp hơn cho những bạn nào mà thích kiểu đi tham quan ngắm cảnh. Còn vui chơi giải trí thì ở đây thì không có đâu. Chỉ là tham quan ngắm cảnh các thứ thôi. Nếu như mà tôi đi, tôi mà tôi quay hết lại cái khu đường hầm này cho các bạn xem thì chắc là phải đến sáng mai mới hết được cái clip. Bởi vì nó dài quá. Các bạn nhìn ở đây nhá, đằng trước nó còn rất là rộng nữa này. Đó, đằng trước còn rất là rộng. Rộng thênh thang luôn ấy. Chắc là phải đi một đoạn dài nữa. Có, tố đủ. Lúc nào chỉ ăn thôi. Dâu tây nó định mua cả 4 cân dâu về để nó tự lắc để đêm nó ăn mà. Kinh khủng vậy này. Ui, ở đây có một cái đàn guitar rất là to. Ui, hoành tráng vậy này luôn đấy. Bên này là những cái dụng cụ để vẽ. Đây là một họa sĩ này. À, ở đây là cái khu mà kiểu trưng bày của các tác phẩm nghệ thuật cũng như là những cái bài hát này. Xong rồi là dành cho những người mà có đam mê về âm nhạc này như kia. Xem, ví dụ như ở đây có cái trống này, đàn piano này. Bên này thì có cả một cái quyển sách để viết nhạc ấy. Ai lên xứ hoa đào, Hoàng Nguyên. Đấy, có cả lời nhạc, có cả nốt nhạc ở đây. Người ta làm rất là cầu kỳ đó ạ. Ôi, chắc là mình sẽ đi lên trên. Ở dưới chẳng có gì nữa. Chắc là đang sửa lại một chút những cái kiến trúc ở đây. Cả một cái tàu hỏa luôn các bạn. Đây, kiến trúc Đà Lạt, chắc là trường kiến trúc à? Hay là gì? Kiến trúc Đà Lạt này. Đình Bảo Đại này.
kinh khủng thật. Ơ có hồ vô cực kìa, 30m. Đây các bạn nhìn ra Đà Lạt. Đây là tất, đây là những cái kiến trúc mà mô tả lại những cái kiến trúc lớn của Đà Lạt ấy. Tất cả nói gọn trong này hết dự đoán. Có đến rất là lần trước mình đi rồi. Ê đi thẳng ra hồ vô cực tí. Nói chỗ này có đi không ạ? Nắng quá. Có người nhận ra bọn mình và hỏi anh Độ có đi không? Anh Độ thì bây giờ, anh Độ thì bây giờ chắc là như kiểu chim ở trong lồng rồi. Không còn thời gian để đi nữa. Và không đi được đâu nữa cho nên là cũng hơi tiếc cho anh Độ một chút. Bọn mình sẽ di chuyển ra hồ vô cực nha. Đến chỗ hồ vô cực thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem và chụp vài bức ảnh đấy, nghe nói là đấy rất là đẹp ấy. Đây rồi các bạn ạ. À. Đây là hồ vô cực đúng không? Ừ. Đúng rồi, đây là hồ vô cực. Là một cái điểm mà chắc là các bạn trẻ sẽ nhìn rất là nhiều, nó có hai cái đầu người mà nhìn vào nhau ấy. Cái này chắc là nhân tạo chứ. Ừ, nhân tạo các người đã điêu khắc rồi nó cho lên quay cho các bạn xem. Ôi. Đây là nơi tình yêu bắt đầu ạ. Đó, nhìn ra xa xa một chút. Ở kia thì có một vài bạn trẻ đang chụp ảnh, là mình sẽ xuống sâu hơn để quay nhé. Đẹp phết, chỗ này chụp ảnh check-in ảo phết đây. Nhưng mà nếu mà nó sẽ đẹp hơn nếu như mà nó làm cái chỗ bệ đứng ấy, nó lùi lại một chút nữa thì mình có thể đứng ở giữa của hai cái đầu người được thì tốt quá. Ở đây có mấy bạn nào thuê trang phục. Wow. Được nhở, nhưng mà hồ này là không cho bơi. Chỗ này mà cho bơi được nữa thì tuyệt vời không mặt rời luôn. Ok, tí nữa mình sẽ xuống, bởi vì có mấy bạn đang chụp ảnh ở dưới. Tí nữa mình sẽ xuống quay cho các bạn xem nha. Ok, thì sau khi mà chụp ảnh các thứ chán chê xong thì bây giờ bọn mình sẽ di chuyển về trong thành phố để ăn trưa. Bây giờ là 1 giờ rồi, khoảng 1 giờ, gần 2 giờ rồi. Cũng hơi đói đói rồi, về ăn trưa thôi. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở quán ăn nha. À, trên đường định đi về thì bọn mình nhìn thấy một khu vui chơi giải trí các bạn ạ. Bắn cung. Nhưng mà mình chắc là sẽ chơi bắn cung trước. Bắn cung thử. Bắn cung thử xem như nào. Wow, ngầu vãi đái luôn đấy. Có ạ. Chơi cung hay chơi súng? Chơi cung đi. Bắn cung, bắn súng hay bắn à, chơi cung hay bắn súng đây? Chơi cung đi. Cung to. Cái nào cũng được hả cô? Đây nè. À đấy. À. Có được thử không ạ? Có được thử không ạ? Thì 50 ngàn 10 lần thôi. Không được thử đúng không ạ? Cái này bắn là trúng đó. Trúng là tính á. Tấm đỏ. Nhưng làm sao để biết là trúng? Con cứ bắn cái gì được cô nói cho nghe. Đây con ạ. À. Bắn trúng hồng tâm một lần được một cây điện là hai lần được tầm 3 lần điện thoại. Không ý là ngắm được gì ạ? Ngắm thì con cứ ngắm theo cái tên nghe bắn thôi. Thế là cái được rồi anh. Cố tâm đỏ. Biết gì con bắn một hai cái là con canh cái đường đi tốt luôn. Cái đó bắn cái đó ném tròn á con. Ném cái gì vậy? Ném cái vòng tròn. Gần được các bạn. Có phết đấy. Chơi cái đó đi con. Rồi. Anh này chơi 5 cái, con chơi 5 cái. Dạ vâng. Mỗi người chơi. Mỗi người chút chút sao? Ắn ôi, nó bị lệch đi đấy, em phải giữ chắc vào. Ờ đúng rồi, anh bị lệch đấy. Khó phết đấy, không phải là dễ ăn đâu. Do cái tay này lúc con buông ra con bị đảo nè. Đúng rồi. Trụ cái tay này chứ thật là cứng. À.
Đó, mạnh hay không là do cái tay đó đó. Nếu mà để cứng thật cứng là con ngắm ở đâu là trúng đó. À. Ô nhưng mà cái kia nó bị cái như kia là nó sao bị bắn qua. Do khoát từ từ. Cô tháo ra đấy cho con. Chơi luôn. Nhưng mà chân ngồi vậy. Không phải anh nghĩ để dây cao anh thấp quá để thấp lên để nhà. Thấp thì nó không có lực. Không có lực để cao nó bị kiểu với ấy. Anh nó chắc rồi. Bắn được tốt để nó đi. À đừng quay cho mình. Khó phết đấy. Đấy. Nó chỉ có khoảng 5 mét thôi, nó không dài lắm nhưng mà không xa lắm nhưng mà cũng khó bắn đấy. Cứ bắn thử một cái đầu đi xem như thế nào. Ôi. Em lại bị vặn sang trái rồi. Ờ lúc em cố giữ rồi nhưng mà lúc thả ra nó bị... Đi tập gym mà tay yếu. Quen. Nó mà quen em mới biết cô liền. Đợi nó quen đi. Ôi kéo căng thế. Ôi. Kéo vừa thôi, kéo căng thế, kéo cái tên nó gần hết cả cái cung luôn. Ừ. À đã vâng. Phải chừa chừa ra chứ. Nó nhưng mà khó đúng không? Trông thì thôi khó phết đấy. Này đúng không? Ừ. Chúng được chai rượu không dễ ăn đâu. Ui, ui. Đúng cơ. Còn hai cái. Hai cuối đây. Đứng ra bắn. Lệch lắm. Cái tên nó đã lệch sẵn rồi. Nó bị cong. Thẳng tay ra, thẳng cái tay ra. Đúng rồi. Wow, gần được. Tí được. Ông văn hên ấy, bay này cũng hơi xui á. Tại vì cái lông này, thấy không? Nó không chuẩn. Nên là bay cũng không được. Vâng, con biết rồi. Con đứng đây. Làm sao nó bắn trúng con được. Từ từ con bắn. Đây, chưa một cái nào trúng các bạn ạ. Gần trúng này. Suýt được ạ. Sát xịt luôn. Ờ. Kéo mỏi tay lắm. Chơi trò khác không? Chơi trò gì khác không? Bắn súng kìa. Đấy, hai chị em ra đấy chơi đi. Gửi lại cô cái này, gửi lại cô. Ném còn là có phải có lực á, mới ném được á. À, phải ném có cái vòng. Đúng rồi, vòng đỏ trên đó con. Anh có khả năng ném cái vòng đỏ này không? Phải có shot được cơ. Như kiểu ném bi đấy à? Bắn như vậy nè. À, ui. Thế thì bắn làm sao được ạ? Thế là mất 50 rồi các bạn ạ. 50.000 là được 10 viên. Ô mình chơi nốt trò này đi. Bắn cái này là đạn nhựa. Đúng rồi, 5 viên đi. Sao hai chị em bắn súng á? Ừ, cho em sẽ bắn súng đi. 10 này các. Bắn thử đi. Bắn kiểu gì ạ? Đây này con này. Thử test thử. Đây nghe. Thử một viên đâu ạ? Xuống vậy nè. Xong bỏ vô, nhắm. Đó. Wow. Rồi. Giờ nhắm bắn thôi. Nhắm bắn thôi, gì đâu nè. Thử đi, cái này đạn đi mua đó. Ê, bỏ cái tay, thử cái để thấp xuống. Không, đúng rồi. Trời đụng, trông. Yeah, em lắm. Ai ngắm súng. Cái thằng mắt em ấy. Thì em đang ngắm đấy, đấy, cái này không ngắm được đâu cha nội ạ. Ông nha, cái đường này này nó thẳng. Thì em đang nhìn cái ghế đấy này. Ngắn được. Ui gần được. Ơ bắn trúng quả bóng đúng không cô? Đúng. Cái này rút xuống trước hay là bắn rớt trái banh điểm nào? Có ghi ở trên. À. Rồi, lắp đúng rồi, lắp. Bắn trúng điểm nào là nhận phần thưởng ở điểm đó. Đâu có cần là một đứa đâu. Đang quay vâng. À. Từng người bắn một. Ủa. Không được rồi. Cớ lù rồi. Quay anh đi. Em bắn thế đấy chứ. Em đã bao giờ bắn súng đâu mà. Được. Em biết. Ơ, anh cứ lúc nào anh cũng nói em thế. Nhét bò đúng không? Anh kéo về bỏ đạn đi con. Chưa bắn đã tuột rồi. Rồi, từ từ. Anh kéo xuống trước. Xong rồi anh trả cái độ tụt. Thấy chưa?
chơi đẹp đây, thế. Ngắm gì trong đây? Chơi bút đẹp. Thế em mới bảo thế thì ngắm gì lại còn ừ, được con, kéo đi, kéo mạnh xuống. Cái này nó đang bị lỏng. Con kéo đi. Anh kéo. Không sao, cái đó nó cầm thôi mà. Con, anh kéo xuống trước. Kéo xuống trước nó mới mạnh. Rồi. Đó. Cái cầm chuẩn lắm ấy. Bay rồi. Bay rồi. Bắn bắn cái cao cao ấy. Ui, chứ bắn rồi. Nó bị cướp cò. Đấy. Kéo xuống. Em uống một hút đúng không? Gần được. Cho nó là... nó chưa lo, nó lo cho con là bộ hút. Kia là rượu không? À, nếu và... mà rớt cái hàng trên đó là con lấy một bình rượu cần hoặc là một chai Đà Lạt. Ui. Trời sáng giờ nhiều lắm. Cô lấy chai rượu quá. Sáng giờ cô bị rất là nhiều. Cái đó cô 10 viên ở đây. Thôi, nó 10 viên thì nghỉ. 3, 5, 8 cốc. 10 cốc. Huyền à. Dạ, ơi. Cho 2 nữ 2 cái này con. Là 12 đấy. Khuyến mãi, khuyến mãi. Dạ, để lại con. Ui. Đấy, con bắn đi. Vào bắn đi. Cái này cái cò nó dễ ấy nhà bắn lắm nhá. Bấm nhẹ chạm nhẹ vào cái là nó bắn rồi. Ui, nó bị vòng à. Đi vòng à. Cái đạn này nó hơi nhẹ cho nên là bắn cái thấp thôi, bắn cái xa sợ không được. Như xem trong xạ thủ đôi tài anh đội là cái cướp cò này phải cướp từ từ mới không cướp giật được. Đúng rồi, đúng rồi. Mình thở vào. Ôi mẹ bay. Bay đâu ấy. Không được rồi. Lừa. Cú lừa hết rồi. Bạn không thẳng đấy. Tại vì trong nó có nước sốt. Bắn hướng nào ấy. Ủa, xạ thủ Huyền đó cầm súng như thế bao giờ? Xạ thủ cái gì? Anh có bắn được không? Anh cứ suốt ngày anh chơi. Ủa. Toàn hết ông giáo ạ. À. Toàn hết. Chiều ui cái bánh căn ngon thì nó lại mở. 1 2 3. Cái rồi vào 12 rồi. Lại một tour nữa này. Cái này đẹp thì vướng hà. Thì đấy, vướng không hà nhìn lên mà. Trên nhìn lên trên trông đĩ mới là phải nhìn thấp xuống rồi đúng không ạ? Nhìn thấp xuống nhìn ngang ngang rồi. Nhìn ngang ngang rồi. Thế một mình nhìn xuống rồi nhìn lên đấy. Chúng ta lại nha. Ui, kiểu này đẹp đấy. Đẹp. Được, kiểu này đẹp đấy. Chất vãi rồi, đấy. Anh thấy mày luôn. Ok, thì sau khi mà bọn mình vừa di chuyển từ hầm đất sét cũng như là hầm điêu khắc về đây là mình đến chỗ bán bánh bèo để ăn trưa. Đây là bánh bèo số 4. Địa chỉ của nó là 402 Phan Đình Phùng các bạn ạ. Dễ tìm thôi. Tôi cùng vào xem đứa xong có gì nữa. Gọi đồ chưa? Qua đây, không biết có gì để gọi. Đợi tí, đợi Huyền gọi đồ một cái. Bánh bèo 30.000 một đĩa. Một đĩa nhiều không ta? Ok, chút để gọi đồ xem sao. Bà ơi, con gọi đồ đó. Dễ yêu mà.
nhiều thứ hơn đâu. Cho Huyền một suất không hành nữa. Chắc là 4 suất thôi. Gọi 4 suất, Huyền một cái không hành. Nhìn xem ra là cái gì nữa. Xem qua đây là chú làm cái món như thế nào. Xếp hàng gọi đồ vào. Ăn ra rồi các bạn. Ở đây thì cũng có, như mình thấy là có cả cái da heo. Món này là nhà Tú Đụng đầy này. Có hành. Cái này là chắc là bánh bèo ở bên dưới đây. Nó sẽ được 4 chiếc thì phải. Thế thì khá nhiều so với một người. Mình sẽ ăn được 1 chiếc thôi. Xem. Ôi, ăn cả to cái to như này à. Em ơi, em là người có kinh nghiệm ăn bánh bèo ăn như nào à? Ăn thêm được. Ăn thêm tí kia. Ừ, tí kia. Thì ăn thử như thế nào. Mày quá. Khó ăn lắm. Đã được miếng bánh á. Khó luôn, hơi khó góc. Nó có vị gần giống với bánh bột lọc. Gần giống với cái bánh gì của Huế nhỉ? Vâng, không mặn đâu. Bừa. Mà lên đây ăn thử. Thử thế nào? Cái chỗ hết à? Hay là mình ăn bao nhiêu rồi mình đấy? Nhìn nó kiểu hơi kinh kinh. Hơi kinh kinh gì? Một suất như này thì có giá là 30 các bạn ạ. 30 mà một người ăn thì là cũng hơi nhiều ấy. À, tức là khi các bạn đến đây ấy, sao hả? Sao không ấy? Không bị ngấy lắm đúng không? Nó có nhiều mỡ nhưng mà không ngấy lắm. Khi các bạn đến đây ấy, thì chắc là sẽ tính mỗi người một suất chứ không có kiểu như là mình ăn là hai người chung một suất được đâu. Tự phục vụ á. Mình phải ra mình lấy ăn. Ăn bao nhiêu lấy đúng không? À, lưu ý nha các bạn, lấy cái này là mình. Mình sẽ phải tự lấy đồ ăn các bạn ạ. Lưu ý nha. Lúc đầu nhìn cái nước này nó toàn mỡ, cứ tưởng là sẽ ngấy. Không, không phải là mỡ thôi. Mà là dầu điều. À, dầu điều. Chứ không phải là dầu ăn của dầu điều. Dầu điều cũng ngấy mà. Có cả ớt này. Ai mà ăn được ớt thì còn. Mình chịu. Số này là có 4 cái. 5 cái rồi. 5 cái rồi. 5 cái thì nhiều quá. Đây, một cái bánh nó to như này cơ mà. To quá. Thank you.
sao là sao mà ăn bánh căn được nữa. À, đi rồi. Nhưng mà không để thừa. Dạ. Ok, bây giờ mình sẽ ăn nốt. Đấy thì tí nữa mình ra quán ăn khác mình review cho các bạn xem nha. Món này ăn cuốn quá. Làm người vào ăn chắc không dừng mồm được. Ngon vậy này. Mình vừa từ quán bánh bèo giờ đến quán bánh căn. Quán này nó hơi khó tìm một tí nhưng mà khá là nổi tiếng, bánh căn Lệ. Các bạn chịu khó đi tìm một chút là thấy ngay. Bây giờ ta cùng vào xem bên trong quán và trải nghiệm đồ ăn xem như nào các bạn nhé. Nóng quá. Quán này khá là rộng và yên tĩnh. Ở đây có bảng giá luôn này. Xem bảng giá. Trứng cút 25.000, trứng vịt 20.000, thịt bò 30.000. Cút bò là gì? Chỉ là cả cút lẫn bò. Ăn bò vịt bò, bò giá, vịt giá, cút giá, bánh giá. Kiểu chứ vịt lộn thứ là mình ăn hết rồi nhá. Thôi em gọi như nào, gọi một cái. Mình sẽ chọn là cút bò đi. Cút bò đi. Lạ. Trứng vịt các thứ bán hết rồi. Nhưng bởi vì nó bánh căn mà. Ta cả qua xem một chút xem cách làm bánh như thế nào để họ xem có được quay không. Cô ơi, con quay được không? Được. Đưa cô ra. Bình thường. Một chút rồi. Ngọt nhỉ. Ngọt. Vẫn ngọt đi. Tí nữa bánh ăn chấm thì mới vừa. Chắc bánh này cái này để chấm. Cái giò này chắc là sẽ giống giò của ngoài mình nhỉ. Thì giống như một con chút này. Ừ, một con chút bé, cái này dài. Ừ, cái to hơn. Quán hàng hộp à, có caramel. Sản của Đà Lạt này, quán nào có caramel. Cái chua. Cái nước chấm này thì nó hơi ngọt một tí. Nếu như bạn làm nào không ăn được ngọt. Để tôi sẽ chỉ kem bơ. Nó đi qua anh ấy đi xa đấy. Đi qua đi mấy vòng liền. Kem bơ thì tại sao mình nhà mình đặt rồi đó. Anh đặt vào nhà đó.
ta muốn về nhà. Bảo đi chiều về nghỉ 5 giờ, bố 4 giờ rồi. Đến nhà 5 giờ. Ngồi nằm lúc ngồi đi ăn tối là vừa. 7 giờ mình đi luôn à? 8 giờ đi. Ăn thử miếng xíu mại đây xem có ngon miếng xíu mại. Cái gì này? Có thế. Thịt viên mà. Nó thực ra nó chỉ là thịt viên thôi mà. Quay có công đoạn à? Quay rồi. Nhìn ngon. Bình thường, nhìn không ngon. Nó tải. Bánh bé bé tròn tròn đây. Ờ. Nó sẽ đi được cái nắp này. 16 Nguyễn Văn Trỗi. 16. 16. 1 cây 6. Anh có bơ. Nhưng mà thôi bỏ em cũng ăn cái này. Không, cứ đi thôi. Đây rồi. Đây là đẹp. Cái này có hai quả trứng sinh đôi này. Được rồi, trứng cút được không sao đấy. Chúng ta bỏ vào trong. Là một cái nguyên thôi, mình ăn nửa cái thôi. Nguyên cái chứ. Bỏ bánh này vào trong cái bát trứng xong rồi trộn nó lên. Nhìn trông có vẻ như là nó sẽ bị khô nhưng mà không. Rất giòn và mềm. Ghê thật. Ôi cái này được rồi. Hợp này. Vỏ ngoài giòn. Vỏ ngoài rất giòn nhưng trong này có trứng mới cảm mềm. Hợp lý. Ăn rất thơm một trứng. Kiểu ăn để chơi bời là ok. Rất là sâu trong ngõ nhưng mà rất đông người để ra. Chúng ta sẽ ướp hai cái lại với nhau như này nha. Đây là ướp rồi. Ướp này. Ướp này. Ướp này. Sao không sao? Ướp của chúng tôi. Ăn được, ăn được. Gian khá là lâu, tức là về cái chỗ mà bọn mình thuê ấy. Sau khi mà mình ăn cái bánh căn xong ấy, thì mọi người định đi ăn kem bơ, cũng như là định đi ăn tối luôn, nhưng mà mình bị ốm ấy, sức khỏe mình không đạt, không đủ sức khỏe đi tiếp ấy. Thế là mình về nhà mình nằm nghỉ một cái, đến bây giờ là 10 giờ, vừa dậy là 10 giờ, bây giờ là rất là đói. Tú với Hà thì đã đi ăn rồi. Chẳng biết tại sao nhưng mà mình đang bị ốm ấy, không thể thở được, bị ngạt mũi cũng như là rất là rát họng, rồi từ cả viêm họng cho lẫn nữa, rất là khó chịu. Mình đã có nhờ Tú với Hà mua hộ đồ ăn rồi, tí nữa về thì ăn. Chắc là mình sẽ kết thúc cái vlog ngày thứ hai ở Đà Lạt của mình tại đây.
thì hẹn gặp lại các bạn vào vlog tập 3 vào ngày mai nha các bạn. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vlog tập 3 vào ngày mai nha. Mình sẽ kết thúc cái video tập 2 ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn.